Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Này là luật lệ cho kẻ phun về Ngài nó được sạch. Người ta sẽ dẫn người phun đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại quân mà kháng bệnh cho. Nếu vết phun của người bệnh lành rồi thì về phần người phải được sạch. Thầy tế lễ sẽ truyền đem hai con chim vẫn sống và tinh sạch, cây hương nam màu đỏ sậm và nhành kinh giới. Thầy tế lễ biểu cắt cổ một trong hai chim đó trong chậu sành trên nước chảy. Đoạn bắt lấy chim còn sống với cây hương nam màu đỏ sậm nhành kinh giới, đem nhúng trong huyết của chim kia đã cắt cổ trên nước chảy. Thầy tế lễ phải rải huyết 7 lần trên người được sạch phun và định người là tinh sạch, rồi thả con chim còn sống ra ngoài đồng. Kẻ được sạch sẽ giặt áo sống mình, cạo hết lông, tắm trong nước, rồi sẽ được tinh sạch. Kế đó người được vào trại quân, nhưng phải ở ngoài trại mình trong 7 ngày. Qua ngày thứ 7, người sẽ cạo hết lông, tóc, râu và lông mày mình, giặt quần áo và tắm mình trong nước thì sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt hai chiên con đực không tỳ vít chi, một chiên con cái chưa giáp năm không tỳ vít chi, 3/10 epha bột lọc chế dầu làm của lễ chay và một lót dầu. Thầy tế lễ làm lễ nên thanh sạch, sẽ đem người đang được sạch và các vật đó đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc. Kế đó, thầy tế lễ sẽ bắt một trong hai chiên con đực dâng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi với một lót dầu và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con đó trong nơi thường giết các con sinh dùng làm của lễ chuộc tội và của lễ thiêu, tức là trong một nơi thánh, vì của lễ chuộc sự mắc lỗi thuộc về thầy tế lễ như của lễ chuộc tội vậy, ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc sự mắc lỗi bôi trên trái tai hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Đoạn lấy lót dầu đổ trong bàn tay tả mình, nhúng ngón tay hữu vào dầu trong bàn tay tả mình mà rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va. Dầu còn lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ lấy bôi trên trái tay hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và ngón cái chân mặt, tức trên lớp huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay mình, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, thầy tế lễ sẽ dâng của lễ chuộc tội đang làm lễ chuộc tội cho người được sạch sự ô uế mình. Kế đó, thầy tế lễ sẽ giết con sinh dùng làm của lễ thiêu dâng lên với của lễ chay trên bàn thờ. Vậy thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người này thì người này sẽ được tinh sạch. Nhưng nếu người đó nghèo nàn, không phương thế đủ dâng những lễ vật này, thì phải bắt một chiên con đực dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi dâng đưa qua đưa lại đặng làm lễ chuộc tội cho mình, 1/10 bột lọc chế dầu làm của lễ chay và một lót dầu. Tùy theo phương thế mình, người cũng đem nộp hai con chim cu hay là hai bò câu con. Con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu. Qua ngày thứ 8, người phải vì sự nên thanh sạch mình, đem nộp các lễ vật này cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ bắt chiên con đực, định làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và một lót dầu, rồi dâng lên đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, người giết chiên con dùng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, lấy huyết bôi trên trái tai hữu của kẻ được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt. Rồi thầy tế lễ đổ dầu vào bàn tay tả mình, ngón tay hữu nhúng lấy dầu đổ trong bàn tay tả, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va và bôi trên trái tai hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt, tại nơi đã bôi huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi. Dầu còn dư lại trong bàn tay, thầy tế lễ sẽ đổ trên đầu người được sạch, đặng làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.
Đoạn, thầy tế lễ sẽ dâng một trong hai con chim cu hoặc một trong hai con bò câu con tùy theo vật họ nộp. Dâng con này dùng làm của lễ chuộc tội, con kia dùng làm của lễ thiêu với của lễ chay. Vậy, thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người được sạch trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là luật lệ về lễ nên thanh sạch của kẻ nghèo nàn bị vít phung. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Khi nào các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an mà ta sẽ cho các ngươi làm sản nghiệp, nếu ta dán một vít mốc như vít phung trong nhà nào của xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, chủ nhà đó phải đến cáo cùng thầy tế lễ rằng: Tôi thấy như có một vít mốc trong nhà. Trước khi vào kháng vít mốc đó, thầy tế lễ phải truyền họ đem đồ đạc trong nhà ra hết, hầu cho khỏi bị lây ô uế. Sau dời xong, thầy tế lễ sẽ vào đặng kháng nhà. Người sẽ xem vít đó, nếu nó ở nơi vách có lỗ màu xanh xanh hoặc đỏ đỏ, bộ sâu hơn mặt vách, thì thầy tế lễ phải đi ra đến cửa ngoài niêm nhà lại trong 7 ngày. Ngày thứ 7, thầy tế lễ trở lại, nếu thấy vít ăn lan ra trên vách nhà thì phải truyền gỡ mấy cục đá bị vít lây liệng ra ngoài thành trong một nơi dơ dáy. Đoạn, biểu người ta cạo trong nhà và chung quanh nhà và hốt bỏ bụi cạo đó ra ngoài thành trong một nơi dơ dáy, rồi lấy đá khác trám vào chỗ đá cũ và đem hồ mới tô lại khắp nhà. Nhưng nếu sau khi đã gỡ mấy cục đá cạo nhà và tô lại, vít đó trở lại lở trong nhà, thì thầy tế lễ phải đến kháng nữa. Nếu thấy vít ăn lan ra, ấy là một vít phung ăn ruồng nhà, nhà đã bị ô uế. Vậy họ phải phá nhà đi, đá, gỗ và hồ, rồi đem đổ hết thảy ngoài thành trong một nơi dơ dáy. Trong lúc niêm nhà, ai đi vào thì sẽ bị lây ô uế cho đến chiều tối. Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình. Nhưng sau khi nhà đã tô rồi, nếu thầy tế lễ trở lại kháng thấy vít không ăn lan trong nhà thì phải định nhà là tinh sạch, vì vít đó đã lành rồi. Đặng làm lễ nên thanh sạch cho nhà, người phải lấy hai con chim, cây hương nam, màu đỏ sậm và ngành kinh giới, giết một con chim trong chậu sành trên nước chảy, rồi lấy cây hương nam, ngành kinh giới, màu đỏ sậm và con chim sống, nhúng hết trong huyết con chim đã cắt cổ trên nước chảy và rải 7 lần trên nhà. Vậy, người dùng huyết con chim, nước chảy, con chim sống, cây hương nam, ngành kinh giới và màu đỏ sậm, đặng làm lễ khiến nhà nên thanh sạch. Đoạn, người thả con chim sống bay ra ngoài thành đến nơi ruộng. Người sẽ làm lễ chuộc tội cho nhà, thì nhà sẽ được sạch. Đó là luật lệ về các thứ vít phung và tật đồng đanh, về vít mốc trên quần áo và nhà ở như vít phung, về chỗ sưng, chỗ lở ra và chỗ đếm, đặng dạy cho biết khi nào ô uế và khi nào tinh sạch. Đó là luật lệ về bệnh phung vậy. Chương 15. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, phàm người nam nào thân mình bị bệnh bạch trược thì vì cớ đó bị ô uế. Sự ô uế người bởi nơi bạch trược, hoặc thân mình chảy bạch trược ra hay là ứ lại, thì người bị ô uế. Hãy giường nào người bệnh bạch trược nằm đều sẽ bị ô uế, và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai ngồi trên vật chi mà người bệnh bạch trược đã ngồi phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến mình người bệnh bạch trược phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu người bệnh bạch trược nhổ nhầm người nào tinh sạch thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Hễ xe nào người bệnh bạch trược ngồi lên đều sẽ bị ô uế. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bệnh bạch trược đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai bị người bệnh bạch trược rờ đến mà nếu người bệnh đó không rửa tay mình trong nước, thì ai đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Đồ sành bị người bệnh bạch trược đụng đến phải đập bể đi, còn đồ gỗ thì rửa trong nước. Vả, khi người nam bị bệnh bạch trược đã lành rồi thì phải tính từ ngày lành đến 7 ngày,
kế giặt quần áo mình và tắm trong nước chảy, đoạn người sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt cho mình 2 chim cừu hay là 2 con bò câu con đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc và đưa cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trược sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Hễ người nam di tinh phải tắm trọn mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Phàm quần áo và da bị dính phải giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nam và người nữ giao cấu nhau thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào một người nữ có kinh nguyệt phải chịu ô uế trong 7 ngày, hễ ai đụng đến người sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch sẽ bị ô uế. Ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Nếu có vật chi nơi giường hoặc trên đồ người ngồi, hễ ai đụng đến sẽ bị ô uế đến chiều tối. Ví bằng một người nam giao cấu cùng người nữ đó và sự ô uế kinh nguyệt dính người nam, thì người nam sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô uế. Khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế, phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến 7 ngày, đoạn sẽ được tinh sạch. Qua ngày thứ 8, người bắt 2 con chim cu hoặc 2 con bò câu con đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ phải dâng con này làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Vậy, thầy tế lễ vì cớ sự lưu huyết ô uế người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Thế thì các ngươi sẽ phân cách dân Israel ra xa sự ô uế của họ, kẻ họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế mình chăng? Đó là luật lệ về người nào bị bệnh bạch trược hay là vì cớ di tinh bị ô uế, về người nữ có kỳ kinh nguyệt, về mọi người hoặc nam hay nữ bị bạch trược, và về người nam giao cấu cùng người nữ trong khi kinh nguyệt. Thi Thiên 38. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa thì tôi chẳng nơi nào lành, tại cớ tội lỗi tôi xương cốt tôi chẳng được an nghỉ, vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở, tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống, trọn ngày tôi đi buồn thảm, vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏng đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Vì tôi có nói rằng, nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi. Khi chân tôi siêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi. Tôi gần sa ngã, nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi, vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra.
tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Những kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh, các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều. Còn những kẻ lấy dữ trả lành cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ lìa bỏ tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ cách xa tôi. Chúa ơi, Chúa là sự cứu rỗi tôi, hãy mau mau đến tiếp trợ tôi. Chương 11. Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cho Giê-rê-mi như vậy: Hãy nghe những lời giao ước này và bảo cho người Giu-đa và dân ở thành Giê-ru-sa-lem. Ngươi khá bảo chúng nó rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Đáng rủa thay là người không nghe lời giao ước này mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi. Trong ngày ta đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi lò nấu sắt, mà phán rằng: Hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ta giữ lời thề ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ đượm sữa và mật như xứ các ngươi thấy ngày nay. Tôi bèn thưa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Amen. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy rao mọi lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy nghe những lời giao ước này mà làm theo. Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: Hãy vâng theo tiếng ta. Nhưng họ không vâng lời, không để tai vào. Họ theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà làm. Vì vậy, ta đã làm cho họ mọi lời ngâm đe của giao ước này là điều ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm theo. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Trong người Giu-đa và trong dân cư Giê-ru-sa-lem có kẻ đã lập mưu bạn nghịch. Chúng nó quay về sự tội ác của tổ tiên mình, là kẻ đã chẳng khứng nghe lời ta và theo các thần khác đặng hầu việc. Nhà Israel với nhà Giu-đa đã phạm giao ước mà ta đã lập cùng tổ phụ chúng nó. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó, không thể tránh được. Chúng nó sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng thèm nghe. Bây giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà mình vẫn dâng hương, nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu. Hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần. Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho vật xấu hổ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh. Vậy, ngươi chớ cầu thay cho dân này, chớ vì chúng nó lên tiếng kêu cầu. Vì khi chúng nó nhân cơ hoạn nạn mà kêu đến ta, ta chẳng thèm nghe. Kẻ yêu dấu của ta đã làm nhiều sự dâm loạn, và thịt thánh đã cất khỏi ngươi, còn đến trong nhà ta làm chi, mà ngươi còn lấy làm vui trong khi phạm tội. Xưa Đức Giê-hô-va vốn xưng nó là cây olive xanh, trái tươi tốt đáng ưa. Nay có tiếng lớn inh ỏi, Ngài đốt lửa nơi cây ấy, những nhánh nó bị gãy. Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng đã vuông trồng ngươi, nay đã phán định tai vạ nghịch cùng ngươi, vì cớ sự gian ác mà nhà Israel và nhà Giu-đa đã làm cho mình khi chọc giận ta, bởi họ dâng hương cho Ba-anh. Đức Giê-hô-va đã cho tôi biết sự ấy, và tôi biết rồi, thì Ngài đã tỏ ra cho tôi việc làm của chúng nó. Còn tôi, như chiên con dễ biểu, bị dắt đến chỗ giết, tôi chẳng biết họ mưu toan nghịch cùng tôi mà rằng: Hãy diệt cả cây và trái, dứt khỏi đất người sống, hầu cho danh nó chẳng được nhớ đến nữa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí. Tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy về người Anatot, là kẻ đòi mạng sống ngươi mà rằng: Nếu ngươi không muốn chết về tay ta, thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri. Vậy Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ phạt chúng nó. Những người trai tráng sẽ chết bởi gươm dao, những con trai con gái nó sẽ chết bởi đói kém. Sẽ không có dân sót cho chúng nó. Vì đến năm thâm phạt, ta sẽ giáng tai vạ
trên người nam của Anatot. Chương 12. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài. Ngài thật công bình. Dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn? Ngài đã vuông trồng họ, họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thế nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho Ngài đánh giết. Trong xứ bị sâu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Vì cớ dân cư hung ác, nên loài sinh súc và chim chóc đều bị diệt. Vì chúng nó nói rằng, người sẽ chẳng thấy sự cuối cùng của chúng ta. Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào? Chính anh em ngươi và nhà cha ngươi đang phản ngươi. Chúng nó cũng kêu tiếng to sau ngươi nữa. Dầu chúng nó nói những lời lành, ngươi chớ nên tin. Ta đã lìa nhà ta, đã bỏ sản nghiệp ta, đã phó dâng lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta, cho nên ta lấy làm ghét. Cơ nghiệp ta há như chim kênh kênh vằn vện kia, các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại cho chúng nó cắn nuốt đi. Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, dày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu, nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu vì chẳng ai để vào lòng. Những kẻ phá diệt đến trên các gò trọi nơi đồng vắng. Vì gươm của Đức Giê-hô-va nuốt đất này từ đầu này đến đầu kia, chẳng có loài xác thịt nào được bình an. Chúng nó đã gieo lúa mì và gặt những gai gốc, khó nhọc mà chẳng được gì. Các ngươi sẽ hổ thẹn về hoa trái mình vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: mọi kẻ lân cận xấu của ta là kẻ choáng lấy sản nghiệp mà ta đã ban cho dân ta là Israel làm kỷ vật. Này, ta sẽ nhổ chúng nó khỏi đất mình và nhổ nhà Giu-đa ra khỏi giữa chúng nó. Nhưng khi ta đã nhổ đi, ta cũng sẽ trở lại thương xót chúng nó, khiến chúng nó ai nấy đều được lại sản nghiệp mình và ai nấy đều về đất mình. Nếu chúng nó siêng năng học tập đường lối dân ta, nhân danh ta mà thề rằng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, cũng như chúng nó đã dạy dân ta chỉ ba anh mà thề, bây giờ chúng nó sẽ được gây dựng giữa dân ta. Nhưng nếu chúng nó không nghe, ta sẽ nhổ dân tộc đó đi, nhổ đi và làm cho diệt mất. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.